À, xin chào cả nhà. Hôm nay là mình sẽ thanh lý cho anh em một con Oppo A92 full box, máy mới luôn, full box 3/5, RAM 8, bộ nhớ 128GB nha cả nhà. RAM 8GB, bộ nhớ 128, và con này là pin của nó là 5000, cũng to bò cực kỳ nha, pin 5000. Đó, RAM 8, bộ nhớ 128GB, Oppo A92. Giá thì cực kỳ yêu thương nha cả nhà luôn. Máy thì có ốp lưng đầy đủ nè. Còn máy đây. Cực đẹp nha anh em. Đó. Gọi là màu tím cà đó anh em. Đây mà nó ghi là cái gì? Tím cá tính. Đó, nó gọi là tím cá tính nha cả nhà. Đó. Tính. Đó, xanh rất là đẹp. Oppo A92, mấy người nguyên full box mới. Thanh lý cho anh em giá 4.800.000. Cực kỳ yêu thương, anh em cứ tra giá nha. Bảo hành 1 năm full nguyên năm. Chi 4.800.000 thôi. Mình số lượng còn rất ít. Chào cả nhà.